để du khách thuận lợi vừa tham quan du lịch vừa tham gia lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, 12 doanh nghiệp lữ hành ở Đắk Lắk đã xây dựng 42 tour du lịch. Các tour du lịch đều linh động về thời gian, đa dạng sản phẩm, tạo nhiều sự lựa chọn cho du khách. Xuất phát từ vườn quốc gia Gióc Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, băng qua những cánh rừng khoảng 7 km, du khách sẽ đến khu vực những chú voi đang sinh sống trong môi trường tự nhiên. Tour du lịch sinh thái thân thiện này nhằm thay thế cho các hoạt động cưỡi voi và những trải nghiệm trực tiếp tác động đến voi. Trong quá trình trải nghiệm voi thì chúng ta sẽ phải giữ khoảng cách an toàn đối với voi cái là 20m và khoảng cách an toàn đối với voi đực là 40m. Và một nhóm đi xem chương trình trải nghiệm voi thì không được quá 5 người, bởi vì voi sẽ không thích sự có mặt của nhiều người trong không gian môi trường sống của chúng. Các đơn vị lữ hành khi thiết kế xây dựng các tuyến du lịch đã chú trọng quảng bá, đưa các khu điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn vào chương trình để du khách tham quan. Trong đó, nhiều điểm hướng tới quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê. Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng, tìm hiểu lịch sử, nguồn gốc và các loại cà phê phổ biến. Các đơn vị lữ hành hay các công ty du lịch hay các cơ quan ban ngành đều sẵn sàng lên một chương trình tour mà trải nghiệm hay là mới lạ, độc lạ cho du khách với chi phí hợp lý. Khi đến mà trải nghiệm cái gì mới và độc lạ thì du khách sẽ thích thú hơn. Nhiều tuyến khi hướng đến hoạt động du lịch trải nghiệm như đạp xe trong rừng, leo núi, chèo thuyền vượt thác sông Serepok, tắm sông tại khu du lịch sinh thái Drainu. Các đơn vị liên quan cũng đã có các biện pháp phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn cho du khách.